hello xin chào anh em hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm là làm sao mà để tìm được cái điểm chết của bi mục tiêu nhé thì khi mà mới chơi ấy, thì nhiều người không biết là tại sao mà mình đánh mình đã ngắm giữa cực lỗ rồi mà tại sao đánh nó lại không vào có thể là do mình đánh sai má hay là như thế nào đấy nhưng mà thực ra thì không phải là như thế thực ra là có khi là anh em ngắm đúng rồi nhưng mà khi mà anh em đánh thì bi mục tiêu nó lại sẽ chạy kiểu khác bây giờ thì mình sẽ giải thích cho anh em là Lý do tại sao nhé Cái video lần trước mình cũng đã giải thích rồi Nhưng mà nó hơi ngắn quá Thì sau một thời gian thì rất nhiều người vẫn nhắn tin hỏi mình Thì hôm nay mình sẽ giải thích lại Rồi ví dụ như là mình muốn đánh bi số 8 này vào lỗ giữa này chẳng hạn đúng không Thì anh em sẽ chạy ra đây Và ngắm làm sao cho cái bi mục tiêu nó chạy thẳng vào giữa lỗ như này đúng không nhưng mà thực ra thì sẽ có nhiều bi mà anh em ngắm vào giữa lỗ này thì nó sẽ không vào lỗ nữa. Nó sẽ không đi thẳng này mà nó sẽ chạy sang đây. Tuy ra là cái điểm chết của anh em là cái điểm anh em lúc nào ngắm vào giữa lỗ thì điểm trên này là điểm chết sai. Anh em phải ngắm lệch sang bên phải này một chút. Bởi vì khi mà cái bi cái này nó chạy đập vào bi số 8 này đúng không? Thì bi số 8 nó đã bị đẩy ra đằng trước một chút xong bắt đầu nó mới chạy theo cái tia này thì nó đã đẩy ra đây rồi thì suy ra cái tia nó sẽ chạy lệch sang đây. Nếu mà anh em ngắm vào giữa lỗ thì là bi cái nó sẽ đập vào băng, còn nếu mà anh em mà ngắm lệch sang bên này này thì bi cái sẽ chạy vào giữa lỗ. Vậy mình đánh thử cho anh em xem nhé. Đây, mình sẽ ngắm lệch sang bên phải một chút. Đấy, bây giờ mình sẽ đánh. Đấy, nó sẽ chạy vào giữa lỗ như này. Anh em hiểu không? Nó sẽ chạy vào giữa lỗ như thế. Bây giờ mình sẽ đánh các bi khác. Ví dụ như là bi này đúng không? đánh thẳng vào lỗ như này thì nó sẽ chạy sang bên này. Đấy, nếu mà mình đánh lệch sang bên này thì nó sẽ chạy thẳng vào giữa lỗ. Đấy, anh em nhìn thấy không? Rất nhiều anh em mới chơi sẽ không biết cái kiểu này mà anh em cứ ngắm thẳng vào lỗ thì tại sao lại không vào thế là nhiều lúc mà mình không biết là mình đánh sai hay là như nào mình ngắm thì rất là chuẩn rồi ngắm thì hầu như là sẽ chuẩn một cái tia thẳng vào lỗ như này đúng không nhưng mà ngắm như thế là sai anh em phải ngắm lệch sang một chút anh em phải ngắm lệch sang đây đây như này ngắm lệch sang một chút như này Đấy. tùy cái quãng đường từ bi số 15 này vào lỗ ngắn hay dài thì là cái độ chênh lệch nó ít hay là nhiều đây mình sẽ đây một tia như này đúng không sẽ đánh Đấy, nó sẽ đi thẳng vào lỗ Chứ nó, mình đã ngắm gần vào băng rồi Nhưng mà nó không chạy vào băng và nó chạy thẳng vào lỗ nhá Còn những cái bi ở cửa lỗ này rồi thì không tính tiền rồi Bi cửa lỗ thì mình chỉ cần đánh bình thường là chết rồi Bi này đúng không anh em nhìn này Ngắm một tia thẳng như này thì chắc chắn đánh Nếu mà đánh đúng cái tia như này nhá nó sẽ đập vào cái thành băng này rồi nên là mình không được ngắm vào giữa và phải mình phải ngắm lệch sang đây bởi vì khi mà một lực đánh từ đây lên thì anh em cứ tưởng tượng nhá cứ tưởng tượng là lực đánh từ đâu lên thì là cái bi mục tiêu này, này nó sẽ chạy lên một chút xong bắt đầu nó mới chạy ngang sang đấy cứ tưởng tượng như thế thôi còn về vật lý hay về định nghĩa hay cái gì có nhiều bạn bảo à nói như thế là sai nhưng mà anh em không cần biết là lý thuyết về vật lý hay vector lực hay là cái gì giải thích như thế thì rất là khó hiểu. Mình giải thích đơn giản nhất là anh em cứ tưởng tượng là nó sẽ có một cái lực nó ẩn cái bi mục tiêu này lên trên một chút xong bắt đầu nó mới tẽ ra. Đấy, như thế là cái cách giải thích đơn giản nhất cho anh em. Rồi, ok, cái bi này mình phải đánh lệch sang đây chút như này. Đây, đây là giữa rồi nhá. Giữa mình phải đánh lệch sang đây, ok. Đấy, nó chạy vào giữa lộ luôn. Đây, ví dụ bi này đúng không? Vào đây đúng không? Mình mà ngắm vào giữa như này thì đường thực tế thì nó sẽ đập vào bằng bởi vì là bi số 5 nó sẽ đi lên trên đúng không? Nên mình không được ngắm giữa này mà mình phải ngắm lệch hẳn sang đây. Bi này ngắm hẳn lệch sang đây. Anh em nhìn nhá. Đấy, vào vếu nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? <laughs> chết ngay. Bây giờ phải tìm ra điểm chết nhá. Điểm chết tức nghĩa là cái điểm mà bi cái nó vào lỗ ở vị trí nào trong lỗ thì đấy gọi là điểm chết. Còn điểm chạm là điểm mà bi cái nó chạm vào bi mục tiêu thì đấy gọi là điểm chạm. Rồi, điểm chết của bi này thì nó phải là ở đây cơ, đấy, lệch ra này cơ Thì nó mới là điểm chết vào giữa lỗ Đấy, được không Rồi, còn có một cái kiểu này nữa Bây giờ mình sẽ cho anh em một tí Áp phê vào nhé, đây Áp phê đúng không, bây giờ mình sẽ Cắm gậy xuống, đánh áp phê phải Như này, khi mà mình áp phê phải này ấy, Thì có phải là bi cái của mình nó sẽ Bị chạy sang bên trái đúng không Bình thường nếu mà không áp phê thì mình đã ngắm lệch ra đây rồi đúng không Nhưng mà bây giờ có áp phê Ngắm hẳn lệch ra đây thì đi, đấy, thử nhé Đấy, thấy không? Nó còn chạm vào băng trước khi nó vào lỗ cơ mà Thử lại, đấy, nhìn thấy không? Lệch hẳn như này rồi Nó còn chạm vào băng nó trước khi nó chạy vào lỗ Đấy Tuy ra là khi mà mình áp phải phải thì mình lại phải dư ra một tí nữa Bây này đúng không? Đánh thẳng vào giữa lỗ như này thì nó sẽ không vào Và mình phải đánh lệch sang đây Và mình khi mà mình áp phải phải nữa thì lại còn phải lệch nữa Đấy, như này, lệch hẳn ra đây Đấy, anh em nhìn thấy không? Cái pin này mới gọi là nhìn thấy rõ ràng cái đường chạy của nó này. Đấy, lệch hẳn ra như này rồi nhá. Mà đánh nó vẫn còn bị đập vào băng trên. Thấy kinh không? Nếu mà mình đánh áp phê. Đi ra lại phải lệch hẳn sang đây tí nữa. Ui, lệch hẳn ra ngoài này. Đấy, thấy anh em nhìn thấy nó lệch nhiều chưa? Nên là nhiều bạn bảo là tại sao đánh áp phê toàn trượt. Bởi vì áp phê nó khó đến mức độ đấy cơ mà. Nhìn này, ngắm hẳn ra ngoài lỗ luôn. Đấy, nếu mà mình cho áp phê vào, nhiều bạn bảo là đánh giữa cửa lỗ mà đánh áp phê còn trượt. Tại sao lại thế? Đấy, đường nó gần như này mà mình phải đánh lệch một cái đường lệch rất là <laughs> kinh khủng. Nhìn đấy nhá. Đấy. Thẳng giữa lỗ luôn. Đấy, khi mà cho áp phê vào thì cực kỳ gọi là <laughs> phức tạp luôn. Rồi các bạn thấy video này hữu ích thì hãy giúp mình bằng cách là chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nhé. Và chia sẻ các cái video mà mình đã từng hướng dẫn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.